Chào bạn Trọng đây. À, hành trình tự động hóa doanh nghiệp để giải phóng lãnh đạo của bạn đi đến đâu rồi? À, Trọng rất là biết ơn vì chúng ta đã có duyên gặp nhau và Trọng tin rằng bạn đã nhận được những cái giá trị khác nhau. Và Trọng biết được là làm chủ doanh nghiệp thì có rất nhiều cái áp lực, có rất nhiều các cái vấn đề. Từ cái vấn đề là làm thế nào để có tiền lương thưởng cho anh em, rồi thậm chí nhiều người còn rơi vào nợ nần đó. Rồi thứ hai, làm thế nào để mà nhân sự của mình ổn định với mình, tránh cái sự ra ra vào vào đó. Và thứ ba đó là, thị đôi khi trong cái hệ thống của mình nó mất kiểm soát nội bộ đấy làm thế nào để mình kiểm soát được, à, rất là áp lực. À, rồi đôi khi là sự cô đơn của một người khác mất niềm tin vào mình nữa. Và trọng tin rằng nếu bạn đã đến với à, tự động hóa doanh nghiệp giải phóng lãnh đạo thì đó là một cái đích của chúng ta. Tuy nhiên à, có rất nhiều người bạn của bạn đấy cũng chưa biết đến cái đích đó, chưa biết đến cái giải pháp đó. Vậy làm thế nào để chúng ta có một cái món quà thực sự là ý nghĩa và thiết thực để giúp đỡ cho họ? Wow! và đó chính là cuốn sách tự động hóa doanh nghiệp à, cuốn sách này sẽ giúp cho bạn của bạn ấy làm thế nào để có giải quyết được cái sự hỗn loạn trong doanh nghiệp của mình làm thế nào để kiểm soát được cái nội bộ doanh nghiệp của mình làm thế nào để xây dựng được một cái hệ thống để nhân bản cái hoạt động kinh doanh phát triển cái doanh nghiệp của mình lên một cái tầm cao mới làm thế nào để củng cố được một cái đội ngũ mạnh là một cái bước nền tảng đầu tiên để tự động hóa doanh nghiệp à, và làm thế nào để họ có nhiều thời gian hơn dành cho gia đình dành cho bản thân nữa và dành cho dành cho bạn nữa thì đây là một cái cuốn sách, trọng tin là một cái cuốn sách mà ý nghĩa nhất, thiết thực nhất năm 2019 và bạn nên sở hữu và tặng cho người bạn của mình và họ sẽ trọng tin là họ sẽ rất là biết ơn bạn đấy và hãy lan truyền cái cái khóa học những cái giá trị cái đích tự động hóa doanh nghiệp giải phóng lãnh đạo này đến với nhiều những người bạn của bạn là chủ doanh nghiệp cảm ơn bạn